À, hôm qua thì tôi có nhận được một cái câu hỏi ở trên uh, trang Youtube của tôi Là uh, em uh, muốn nhập cái văn bản vào trong cái tài liệu của mình Thế nhưng mà thấy rằng là cái size, cái kích thước của phông nó rất là bé Thì bây giờ làm thế nào để mà đặt cho nó mặc định, nó lớn hẳn lên Thì uh, để trả lời câu hỏi này của bạn ấy thì tôi trước hết là tôi phải nói rất là rõ như thế này thì trước khi mà chúng ta nhập một cái văn bản thì các bạn cần phải nhấp chọn vào cái công cụ văn bản này đã sau khi mà nhận cái công cụ văn bản rồi thì các bạn nhìn lên trên thanh property thì các bạn sẽ thấy rằng là có hai cái mắc định ở đây một là cái phông thì gần như là nó sẽ ưu tiên là phông area thế và các bạn sẽ nhìn thấy cái tham số là 12 point ở đây cho văn bản nhưng thực tế thì chúng ta sẽ có hai loại văn bản cơ một loại văn bản là loại văn bản paragraph có nghĩa là văn bản hộp văn bản đoạn và dành cho những cái nội dung rất nhiều chữ nghĩa uh, trình bày rất là nhiều thứ và để thực hiện cái này thì chúng ta cần phải nhấp giữ chuột và chúng ta kéo chúng ta vẽ ra một hộp chữ thì cái mặc định cho cái dạng văn bản này là size của nó là 12 point Thế còn một cái dạng nữa là khi chúng ta nhấp chuột không thôi nhá, chúng ta nhấp chuột không thôi và chúng ta không có không có vẽ ra hộp text thì lúc đó là chúng ta nhập một cái dạng văn bản được gọi là artistic text thì hay là những cái văn bản dạng chúng ta gọi là tiêu đề ấy, thì nó sẽ mặc định cho các bạn to gấp đôi tức là 24 và vẫn là form area. Vậy thì theo cô theo tôi thì cái size này nó cũng tương đối là phù hợp tại vì là cái mặc định của cái tài liệu của chúng ta thường, thường thường nó là cái cỡ A4 hoặc là letter thì những cái tiêu đề và những cái nội dung với cỡ như thế theo mặc định là nó tương đối ổn à, tuy nhiên nếu như các bạn mà muốn thiết lập lại cái size này thì các bạn sẽ làm uh, theo cái thao tác như sau nhé đây bây giờ các bạn sẽ xóa bỏ hết tất cả các nội dung đi và các bạn lại quay trở lại các bạn chọn cho tôi cái công cụ văn bản nhé nhưng mà trước khi các bạn làm bất cứ cái gì thì các bạn sổ đánh sách này ra các bạn vào cái phần phong uh, size này các bạn sổ danh sách ra tôi lấy ví dụ như là các bạn muốn là thiết lập là phong uh, dạng artistic tức là những cái tiêu đề nó mặc định là 200 point chẳng hạn thế đây các bạn bấm luôn vào 200 point cho tôi đấy thì lúc này nó sẽ có một cái bảng thoại nó hiện lên, nó hỏi là uh, Bạn có chắc chắn rằng là muốn là thay đổi cái mặc định của chương trình hay không thì Mặc định của chương trình là Nó đang để cho chúng ta là 12 và 24, tùy theo cái loại văn bản mà chúng ta chọn Thì ở đây các bạn nhìn thấy là có hai loại này, Artistic Text này và Paragraph này thế ví dụ như tôi muốn chỉ làm cho dạng uh, Artistic Text, tức là những cái dạng văn bản uh, tiêu đề uh, Thì cỡ mặc định nó là 200, thì tôi đánh dấu vào đây và tôi bỏ thằng này đi Nhập OK thế là chúng ta giải quyết xong một cái thứ nhất thế còn ví dụ như là bạn muốn rằng là à, paragraph nó phải to độ khoảng cỡ 50 cơ chẳng hạn thì đây các bạn lại làm lần nữa nhé bấm vào đây các bạn cho tôi ví dụ như là đây 48 hay là các bạn gõ hẳn 50 đi à, 48 được rồi đây thì các bạn chọn paragraph text nhé ok rồi thế bây giờ mọi thứ đã thiết lập xong các bạn thử xem nhé chúng ta kích chuột một cái này chúng ta nhập gọi là tiêu đề nhé đó thế đây các bạn nhìn thấy tiêu đề nó 200 nhé và bây giờ chúng ta uh, chọn công cụ này chúng ta nhấp và kéo một cái để chúng ta vẽ ra hộp văn bản và đây chúng ta ví dụ vào text này chúng ta chọn thử một cái văn bản giữ chỗ đi để demo thôi nhé thì các bạn có thể là vào cái phần paragraph text frame này và các bạn chọn cho tôi một cái lệnh nó gọi là insert placeholder text văn bản dự chỗ tới đây các bạn nhìn thấy cái nội dung vào đây và các bạn nhìn thấy cái size theo mặc định vừa nãy chúng ta đặt là 48 point đây thì uh, bằng cái cách này thì các bạn có thể là thiết lập lại bất kể một cái nhu cầu như thế nào các bạn muốn size giờ bao nhiêu cho cái loại văn bản nào thì cứ đúng theo hướng dẫn của tôi như thế các bạn làm lại một cái là hôm nay okay. trở đi mọi thứ nó sẽ theo cái cách mà các bạn đã thiết lập Thế còn nếu như không muốn như thế mà các bạn muốn quay trở về thì các bạn lại cái cỡ 24, 12 giống như là chúng ta đã nói về cái mặc định và chúng ta thiết lập lại một lần nữa là xong thì nó lại quay trở về giống như ban đầu của chương trình Hy vọng rằng là cái video ngắn này thì sẽ giúp cho các bạn giải quyết được cái vấn đề gọi là đặt lại cái mặc định của font size trong một cái tài liệu Corel Draw